Vốn được lòng cư dân mạng là thế, vậy mà khi lên tiếng bênh KICM, ca sĩ Duy Mạnh cũng bị ném đá dữ dội và phải xin lỗi như thế này. Sau khi Jack và KICM nghỉ chơi, kéo theo đó là một loạt những ồn ào gây xôn xao dư luận thì nhiều người nổi tiếng cũng đứng lên và đưa ra quan điểm của mình. Trong đó, Thái Vũ, Phát TV, Jambi, nhóm G-Fire mà Jack từng hoạt động trước đây, Tiến Luật, Virus, Only C, v.v. đều đứng về phía Jack. Bên cạnh đó, cũng có không ít người lựa chọn đứng ở trên tuyến đối lập như nghệ sĩ hài Hứa Minh Đạt và mới đây nhất là Duy Mạnh. Khi được nhiều người hâm mộ bình luận hỏi ý kiến về nghi vấn KICM chiếm quyền sáng tác cũng như bản quyền của các ca khúc nổi đình đám hiện tại, Duy Mạnh gây tranh cãi khi đưa ra ý kiến của riêng mình. Chiếm gì mà chiếm, thằng đánh đàn kia, nó biết hòa âm phối khí, biết sáng tác, nó có tài hơn thằng kia. Nhờ những bài hát của nó bỏ công sức chất xám ra thì thằng kia mới nổi tiếng được, thằng kia chỉ vác mồm hát, chứ có tài gì hả? Duy Mạnh cũng bày tỏ sự bức xúc khi khán giả chỉ ưu ái những người thể hiện ca khúc, chứ quên đi công sức của những người làm nhạc và sáng tác. Theo anh, lỗi của Jack và KICM sau scandal rạn nứt ồn ào này là việc để một người phụ nữ quản lý toàn bộ, từ tiền bạc cho đến sự nghiệp, công việc. Lỗi của cả hai là đàn ông nhưng không tự quản lý được, lại để cho một người phụ nữ quản lý và nắm hết kinh tế, sự nghiệp, công việc mà để cho phụ nữ quản lý và thao túng thì sớm muộn gì cũng không nhìn mặt nhau. Là một người vốn được lòng cư dân mạng vì sự thẳng thắn, quan điểm của Duy Mạnh lần này lại gây ra sự tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng anh lên tiếng chỉ trích Jack khi chưa tìm hiểu kỹ sự việc là một điều đáng trách. Trên thực tế, KICM chỉ đảm nhiệm phần phối nhạc, còn các bài hát như Bạc Phận, Sóng Gió, Em Gì Ơi hay mới đây nhất là Hoa Vô Sắc, toàn bộ đều do Jack một tay sáng tác. Đó là còn chưa kể đến việc Jack cũng thể hiện ca khúc, đảm nhận luôn cả phần rap. Việc Duy Mạnh cho rằng nhờ KICM mà Jack mới nổi tiếng cũng không hề đúng hoàn toàn. Trước khi gây bão với loạt hit kết hợp sau này, Jack cũng đã được biết đến qua bản hit Hồng Nhan. Trước cơn bão của dư luận, Duy Mạnh cuối cùng cũng đã phải lên tiếng đính chính. Anh nhận sai ở quan điểm thứ nhất, vì chưa nắm rõ thông tin nên tao nhận lỗi, còn bình luận số 2 thì tao không sai. Có thể thấy nam ca sĩ vẫn giữ vững quan điểm rằng lỗi của Jack và KICM là không tự quản lý được mình mà để cho một người phụ nữ đứng sau. Về phần cư dân mạng, nhiều người vẫn không hài lòng về lời xin lỗi cho có của Duy Mạnh và cho rằng nam ca sĩ nên cư xử đúng mực và tôn trọng đồng nghiệp, khán giả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Mutex và đừng quên like, share video này nhé. Và ngoài những video này ra thì Mutex vẫn còn rất nhiều video hay khác ở các fanpage là Mutex, Mutex Her, Mutex Voice. Một lần nữa, chưa đọc truyện, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.